Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tôi và chú đi bộ về nhà. lúc này chú mới nhìn tôi nghiêm túc nói: những lời mà con vừa nói lúc nãy là sự thật sao? dạ. nếu đã chịu khổ, thế sao lại phải sống cùng làm gì? bởi vì anh ta không chịu ly hôn, với cả con cũng không được ra khỏi nhà nên mới phải nhịn nhục mà sống ạ. À. con đã cố gắng, nhưng đến khi đưa bé mất rồi, thì con mới quyết tâm rời khỏi đó. nơi đó quả thật không khác gì địa ngục trần gian cả chú phong nghe tôi nói thế thì khẽ thở dài một hơi ánh mắt chú nhìn tôi vừa có chút thương cảm lại vừa có chút lo lắng nhưng tất cả bây giờ đều đã ổn khi rời khỏi căn nhà tăm tối đó thì tâm trí của tôi cũng đang dần tích cực hơn rồi không gian lúc này bỗng chìm vào im lặng chú phong lúc này như hiểu chuyện nên đã không nhắc đến quá khứ đau buồn ấy của tôi nữa mà thở dài một hơi nói phòng của con ở kia hôm nay chắc đã mệt rồi nên đi nghỉ ngơi sớm đi dạ nói thế rồi chú ấy cũng xoay người bước đi vào một căn phòng khác tôi thấy vậy thì cũng vội đi đến phòng mà chú vừa chỉ mở cửa bước vào trong nhìn căn phòng sang trọng và lạ lẫm này phút chốc tôi lại thấy áp lực vô cùng có lẽ chú đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi lại không biết phải đáp trả như thế nào mấy năm trước chú đã cứu mạng tôi và bây giờ cũng thế tôi thật sự không biết rằng mọi thứ đang diễn ra liệu rằng nó đã đi đúng đường hay là sai với đạo đức hay không nữa trong đầu cứ hiện lên rất nhiều câu hỏi nằm suy nghĩ rất lâu và cũng rất nhiều nhưng cũng không thể cản được cơn buồn ngủ đang ập đến cứ thế rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ đến khi thức giấc vệ sinh cá nhân xong Bước ra ngoài thì tôi đã không còn nhìn thấy chú ở nhà nữa rồi. Tôi bước lại bàn định rót nước uống nhưng lại ngạc nhiên khi thấy ở đó có mảnh giấy. Tôi vội cầm lên xem thì thấy dòng chữ: "Chú đã chuẩn bị bữa sáng rồi, hãy ăn thật nhiều nhé. Mật khẩu nhà là 4647. Nếu muốn ra ngoài chơi thì cứ đi, nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy." Nhìn dòng chữ của chú để lại, thoáng chốc trên miệng tôi lại nở ra nụ cười và lắc đầu nói ông chú này đúng là già thật rồi mình có phải là trẻ con đâu chứ đặt tờ giấy xuống bàn tôi nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn mà trong lòng lại thấy vui hơn một chút tôi không biết rằng tại sao chú ấy lại tốt với mình như vậy nhỉ có phải giống như những lời bà nội nói rằng chú thích mình hay không hay là còn một lý do nào khác nữa Tôi ngồi xuống ăn sáng với những món mà chú đã chuẩn bị sẵn. Tôi không phải thuộc tuyếp người ăn không ngồi rồi, nhưng bây giờ ở đây chẳng biết làm gì, nên khiến tôi khó chịu lắm. Tôi dọn dẹp lau từng kẽ nhỏ trong nhà xong, thì lại chẳng biết làm gì tiếp theo cả. Tôi muốn đi ra ngoài dạo, nhưng lại chẳng dám vì sợ nhỡ may gặp nhà bên đấy, mà không có chúng thì tôi lại tiêu ngay. Đang loay hoay suy nghĩ chẳng biết làm gì, thì đột nhiên lúc này có tiếng nói từ trên trần nhà vọng xuống nếu buồn thì xuống công viên chơi đi ai vậy ở nhà một mình đột nhiên nghe âm thanh vang vọng khiến tôi giật mình đưa tay lên giữ trước ngực mà hỏi không nghe thấy tiếng trả lời lại nhưng tôi lại nghe thấy giọng cười như được mùa của chú vang lên con bé này đúng là hài thật đấy nhìn camera đi chú phong khi chắc chắn được giọng nói rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn lên trần nhà thì phát hiện có camera thật. Ở quán cà phê lúc trước tôi từng làm cũng có nhưng nó không phát ra tiếng. Còn ở đây phát ra tiếng nên tôi có chút sợ hãi và giật mình. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, nghĩ đến câu hỏi vô tri ấy mà tôi thấy mình lúa ra thóc là có thật. Chú Phong lúc này không cười nữa mà cất giọng nói tiếp ở nhà mãi bị tự kỷ đấy. Ra ngoài đi quanh quẩn dưới nhà dạo mát đi. Dạ con biết rồi ạ. À. Hôm nay chú phải trễ, nếu đói thì cứ ăn tối trước không phải chờ nhé. Dạ. Nói đến đó thì tôi không còn nghe thấy giọng của chú vang lên nữa. Tôi lấy chiếc gối bên cạnh đưa lên úp mặt vào đó vì tôi thật sự cảm thấy sống hổ vô cùng. Báo hại chú ấy được một phen cười bò với sự lúa xa thóc này của mình tôi thở dài một hơi rồi cũng quyết định nghe theo lời chú mà đi xuống dưới nhà đi dạo tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh vì có chút lo sợ khi đến bể bơi tôi thấy có rất nhiều người đang mặc đồ bơi hai mảnh và đang bơi ở đó thế vậy nên tôi liền vội lướt qua thì liền nghe thấy giọng nói trêu đùa của những tên đàn ông vang lên này em gái em mới dọn đến đây sống à sao lại không trả lời cơ chứ nhìn em lạ quá chắc chắn là mới đến đây sống rồi nào có muốn xuống bơi với bạn anh không tôi thấy những tên háo sắc trêu chọc mình như vậy thì liền lẩm bẩm ở trong miệng chửi thầm đồ thần kinh trời nắng thế này mà kéo nhau đi bơi em nói cái gì đấy anh nghe không rõ tôi thật sự không ngờ rằng mình nói lẩm bẩm trong miệng mà hắn cũng biết nữa tôi không trả lời lại mà bỏ đi đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng la hét của hắn vang lên nên vội quay lại nhìn à đau chết anh mất lại còn dám nhìn gái dám trêu gái nữa à thấy con bé đó mới đến nên anh trêu đấy mà em nhẹ tay thôi anh đau quá trêu này để xem anh còn dám trêu nữa không này vừa nói cô gái ấy vừa ấn đầu gã đàn ông kia xuống nước tôi thấy anh ta bị như thế thì liền bật cười rồi cũng vội vã rời đi nơi khác đúng là sở thích của con trai nhỉ có bạn gái kế bên nhưng vẫn thích mở mồm ra để trêu gái thì tôi cũng phục thật sự tôi đi dạo được một lúc thấy tinh thần cũng đang dần trở nên thoải mái nên mới đi lên nhà tôi mở tivi xem được một lúc thì ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa trong giấc mơ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa bé đang đứng từ phía xa gọi tên mình mẹ mẹ ơi tôi nghe theo tiếng gọi mà vội bước đến bên cạnh đứa bé đó nhưng chẳng hiểu sao tôi càng bước lại gần thì đứa bé lại càng rời xa tôi tôi khẽ đưa tay lên với gọi theo đứa bé ấy con có phải là con của mẹ không mẹ ơi hai tiếng mẹ ơi cứ thế mà vang vọng cho đến khi hình ảnh đứa bé đã dần xa cách và không còn nhìn thấy được nữa lúc này tôi mới giật mình ngồi dậy miệng lắp bắp gọi con tôi con của tôi đưa mắt nhìn xung quanh yên tĩnh đến lạ thường tôi mới biết rằng đó chỉ là một giấc mơ con tôi thật sự đã rời xa tôi thật rồi bàn tay bất giác đưa lên giữ lấy bụng mà nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt sự thật quá đỗi tàn nhẫn với một người mẹ trẻ như tôi cả ngày ấy hồn tôi cứ như treo ngược cành cây nghĩ đến con nên cứ ngồi ra đấy và chẳng làm gì ngoài suy nghĩ cả. Tôi chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng hay biết rằng ngoài trời đã tối mịt và bụng cũng đang kêu lên vì đói. Tiếng cửa mở ra nhưng tôi vẫn không hay biết gì mà nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa. Mãi cho đến khi có bàn tay ấm áp chạm vào chán mình cùng giọng nói quen thuộc vang lên mới khiến tôi giật mình thức tỉnh. Con bị làm sao thế? Bị bệnh sao? Chú Phong, sao chú về sớm vậy ạ? À? Hơn 11 giờ đêm rồi, còn sớm gì nữa đâu. Chán không nóng, nhưng nhìn con có vẻ không khỏe. Con ăn uống gì chưa mà lại nằm ở đây vậy? À con, con... Trả lời ấp úng thế có nghĩa là vẫn chưa ăn gì đúng không? Chú đã dặn là ở nhà phải ăn cơ mà. Sao lại không nghe lời mà nhịn đói thế hả? Những lời chú nói tưởng chừng như đơn giản nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy thì tôi lại ấm ức mà bật khóc như một đứa trẻ ở trước mặt chú chú ấy thấy tôi đột nhiên khóc òa lên như thế thì khẽ đứng hình mất mấy giây ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì tôi cứ thế mà khóc mãi không kiềm được khiến chú cũng phải bó tay mà đưa tay lên vuốt lấy tóc tôi rồi lúng túng nói chú chỉ nói vài câu đơn giản thôi mà Chú cũng đầu trách mắng sao con lại khóc chứ. Chú Phong, con... Lúc bấy giờ tôi cứ như một kẻ yếu đuối không điểm tựa. Tôi cảm thấy bản thân mình tranh bênh giữa dòng biển cả. Và tìm thấy chiếc thuyền đang ra khơi. Bất giác tôi gục đầu xuống bờ vai vững chắc của chú mà bật khóc. Chú ấy lúng túng không biết phải làm gì, phải làm như thế nào. Với một đứa trẻ con không lý do mà bật khóc. Nên chỉ biết đưa tay lên vuốt lấy tóc tôi rồi cất giọng nói Được rồi chú không nói nữa nếu con buồn thì cứ khóc đi cứ khóc đến khi nào con cảm thấy ổn là được Tôi biết hôm nay chú rất bận và cũng rất mệt nhưng cảm xúc của tôi bây giờ thật sự rất khó để diễn tả được tôi cứ thế mà khóc một hơi rất lâu sau đó thì mới bình tâm trở lại tôi rút mặt khỏi vai chú rồi khẽ đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt lúc nãy vì có tâm trạng nên tôi mới như vậy. giờ khi bình tâm lại rồi thì mới thấy xấu hổ với chú vô cùng. chú phòng thấy tôi hết khóc rồi thì thở dài một hơi nhìn tôi nói sống chung với một đứa trẻ chắc có ngày chú sẽ điên mất. vậy con sẽ dọn ra ngoài phòng trọ sống. con không muốn mình là nguyên nhân khiến chú bị điên đâu ạ. À? ai cho? thì chú vừa bảo còn gì? chú bảo chú sẽ điên vì con mất. miệng chú bảo là thế nhưng con có lệnh con không được phép đi rõ chưa nhưng mà vẫn chưa ăn tối đúng không ngồi khóc mà bụng kêu nãy giờ khiến chú phải nhịn cười lắm đấy biết chưa tôi nghe thấy chú phong nói vậy thì liền cảm thấy xấu hổ vô cùng cũng chỉ vì cảm xúc buồn bã khi mơ về đứa con bé bỏng của mình rồi tự nhiên lại yếu đuối trước mặt chú làm gì giờ lại khiến tôi khó xử quá đi mất tôi khẽ nhăn mặt như không dám trả lời vì sợ chú nói thêm câu nào là tôi lại xấu hổ thêm câu đó mà thôi. Chú thở dài đứng dậy nhìn chiếc áo của mình dính đầy nước mắt lẫn nước mũi của tôi mà biểu cảm gương mặt không thể nào buồn cười hơn được nữa. Tôi thấy ngại quá nên vội quay mặt đi nơi khác cố nhịn cười vì biểu cảm đó của chú. Chú vào phòng thay vội chiếc áo rồi bước ra ngoài bếp, lay hoay nấu cái gì đó, đến khi xong thì chú liền quay ra gọi tôi ngay vào ăn tối đi chú chuẩn bị xong rồi này à dạ tôi ngạc nhiên khi thấy khuya rồi nhưng chú vẫn đứng nấu ăn cho mình thì liền có chút cảm động đã về mệt mà còn có đứa cháu báo hại như tôi chắc chú bị stress nhiều lắm nhỉ càng nghĩ tôi lại càng thấy chú có gì đó rất đặc biệt chú rất giỏi giỏi nhất là cách chăm sóc người khác sao tôi đứng dậy đi vào trong bàn ăn thấy trên bàn đã chuẩn bị đĩa cá hồi áp trào chú đã chuẩn bị sẵn mà khẽ đưa mắt nhìn chú chú ấy vẫn cứ thản nhiên gỡ lấy tạp dề đặt vào chỗ cũ rồi quay sang tôi nói ăn đi tối ăn cái này cũng không mập lắm đâu con không sợ mập ạ à? nhưng chú không thích con mập sao sao ạ à? thấy tôi ngạc nhiên hỏi như thế thì chú liền nhếch miệng cười sau đó cũng im lặng và chẳng nói gì thêm nữa Chú ra hiệu cho tôi ăn nhanh Còn mình thì đang ngồi xếp lại chỗ giấy tờ trên bàn Rồi khẽ thở dài Tôi vừa ngồi ăn ở phía đối diện Vừa khẽ liếc mắt xem thái độ và biểu cảm của chú như thế nào Tôi thấy chú xếp từng tờ giấy A4 rất cẩn thận Rồi mới lấy điện thoại ra ấn gọi cho ai đó Tiếng của chú lúc này cũng vang lên Tháng sau là hoàn tất thủ tục đúng không? không cần hòa giải, nếu thống nhất phân chia tài sản rồi thì chắc thủ tục cũng sẽ xong nhanh nhỉ." Tôi ngồi im lặng để chú nghe điện thoại. Vừa nghe câu đó thì tôi liền biết đến chú đang nhắc đến thủ tục gì rồi. Trong lòng có chút mông lung, tôi chỉ cúi mặt xuống để ăn mà thôi, chẳng biết rằng người kia nói gì, nhưng chú thì nghe xong liền cất giọng nói tiếp. "Hòa giải cái gì chứ?" Đây cũng đâu phải là lần đầu ra tòa, ông hiểu ý tôi chứ. Tôi muốn kết thúc thủ tục càng sớm càng tốt. Ông là luật sư giỏi nên hãy lo vụ này cho nhanh vào giúp tôi nhé. Được rồi, có gì thì cứ báo tôi, còn không thì tháng sau cứ gặp nhau ở tòa vậy. Nói dứt câu đó thì chú liền tắt máy ngay, đặt điện thoại xuống bàn, chú liền xếp hết giấy tờ vào một chiếc cặp sách nhỏ. Xong việc rồi chú mới ngước lên nhìn tôi ánh mắt có phần mệt mỏi xen lẫn chút gì đó rất bí hiểm bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu được nữa nên tôi liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của chú rồi cất giọng hỏi chú phong này có phải con là nguyên nhân khiến hai vợ chồng chú ly hôn không ạ chú đã làm thủ tục ly hôn từ năm trước nhưng lại kéo dài đến bây giờ vậy thì con nghĩ xem con có phải là nguyên nhân không chú nói năm trước sao ạ à? vậy có nghĩa là vì phân chia tài sản nên mới kéo dài như thế nhưng có lẽ tháng sau là hoàn tất thủ tục rồi dạ nếu chú nói vậy có nghĩa là hai người họ đã ra tòa ly hôn từ năm trước chứ không phải là mới đây vậy mà tôi cứ tưởng tôi chính là nguyên nhân khiến cho gia đình họ không hạnh phúc dẫn đến ly hôn chứ đúng thật là những người giàu có thường rắc rối thật mà đến khi ly hôn cũng phải phân chia tài sản và kéo dài thời gian đến thế sao? Ngay đến đó tôi liền nghĩ đến chuyện của mình và tên Bình, không biết sau này ly hôn thì hắn có làm khó gì tôi không? Chúng tôi không có tài sản chung, không có con chung nên không biết rằng mọi chuyện sẽ giải quyết như thế nào nữa. Có lẽ hôm nay vì công việc nhiều và mệt mỏi nên khi nói chuyện xong chú đã đi về phòng của mình. Tôi ăn xong dọn dẹp rồi cũng đi về phòng mình khóa chặt cửa lại. Tôi với chú tuy sống chung một nhà nhưng có lẽ thời gian nhìn thấy mặt nhau rất ít. Bản thân tôi thì cứ tưởng là như vậy thật. Nhưng thật ra tôi vẫn không biết một điều, đó chính là ông chú vẫn luôn nhìn tôi qua camera trong nhà. Một tháng sau, cuộc sống của tôi ở nhà vẫn diễn ra rất bình thường. Hàng ngày chú tôi đi làm tôi ở nhà dọn dẹp nấu ăn ngồi thiền và niệm phật chiều tôi sẽ đến phòng tập yoga ở gần nhà tôi đến thì hai chú cháu sẽ ngồi lại ăn cơm cùng với nhau và kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra của buổi sáng cả hai không đề cập đến những vấn đề riêng chú chẳng kể cho tôi nghe về cuộc sống của chú và tôi cũng thế chúng tôi cứ thế mà không xen vào cuộc sống của nhau trong quá khứ chỉ nhìn đến hiện tại mà thôi buổi sáng đó chú trước khi đi chú có nhìn tôi dặn dò bảo hôm nay chú ra tòa chắc là sẽ về sớm chiều chúng ta ra ngoài ăn tối nên con không cần phải nấu cơm ở nhà nhé hôm nay ăn ở nhà đi chú sao vậy chúng ta ra ngoài ăn nếu người khác không biết sẽ nghĩ rằng chú ăn mừng vì ly hôn vợ đấy ạ à? con sợ ánh mắt người đời lắm nên hãy ăn tối ở nhà nhé chú chú phòng nghe tôi nói thế thì khẽ rơi vào trầm lặng chú nhìn tôi thở dài một hơi rồi bước gần đến đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi nói đúng là trẻ con vậy hôm nay cứ ăn ở nhà vậy dạ chiều con sẽ chuẩn bị cơm chờ chú về ạ à. ừ thôi chú đi đây nói thế rồi tôi cũng ra ngoài tiễn chú đi tôi không biết rằng mối quan hệ này gọi là gì tình cảm giữa tôi và chú cũng chẳng xác định vẫn cứ như trước đây khi ngày nào hai chú cháu gặp mặt nhưng sau những chuyện chú đã làm những việc chú đã thể hiện trong một tháng qua khiến tôi có một chút suy nghĩ lệch lạc nhưng lại không dám thổ lộ tôi biết chú cũng như vậy nhưng vì cả hai đang còn vướng bận về hôn nhân chưa giải quyết xong nên không thể nào tiến xa hay là có suy nghĩ khác được chú bảo nếu tôi muốn trả thù thì bắt buộc phải thay đổi bản thân và kết quả sau một tháng thì tôi đã thay đổi thật từ cơ thể chăm chỉ luyện tập cho đến lời nói và cảm xúc chi phối tôi đều phải tập để có thể mạnh mẽ đứng trước những kẻ đã hãm hại cuộc đời mình phải làm cho bọn họ đau khổ giống như cái cách mà họ đã làm với tôi và con trong thời gian địa ngục mà tôi sống ở đó buổi chiều hôm đó tôi đi đến phòng tập yoga xong thì có đến chỗ bà cụ bán sữa đậu nành nóng mua về uống đang đứng thì đột nhiên tôi nghe thấy có giọng nói của ai đó từ phía sau vang lên rất quen thuộc, nên liền quay lại nhìn thì phát hiện Sa Bình và mẹ kế đang tay trong tay đi về phía này. Thấy họ tôi khẽ kéo nón xuống miệng lẩm bẩm, "Là bà ta và tên khốn kia sao? Bọn họ lại còn dám công khai ở ngoài đường thế này à?" Trong đầu tôi lúc này cũng bắt đầu nhảy số và suy nghĩ chẳng lẽ hai người bọn họ mặt dày đến nỗi đến với nhau sao đúng là những kẻ vô đạo đức và khốn nạn thường đi đôi cùng với nhau mà nhưng mối quan hệ yêu đương giữa mẹ kế và con chồng thì quả thật rất đáng để lên án và không thể chấp nhận được lúc này tôi khẽ nhếch miệng lên cười rồi vội vã lấy điện thoại trong túi ra chụp lại hình ảnh tình tứ tay trong tay của hai người bọn họ lại làm bằng chứng để thuận lợi cho việc ly hôn của tôi bắt chọn mọi khoảnh khắc từ nắm tay đến hôn chán rồi tựa đầu vào vai nhau khiến tôi cảm thấy vui đến nỗi bà cụ gọi mà tôi còn chẳng hay mãi cho đến khi bà nhét túi sữa vào tay nói thì tôi mới giật mình quay lại nhìn sữa của cô đây à vâng con gửi tiền bà ạ trả tiền cho bà xong tôi cũng vội vã kéo sụp nón xuống rồi quay lưng bước đi trong bộ đồ yoga cơ thể của tôi bây giờ thật sự đã quá hoàn hảo không phải tự khen mình nhưng tôi thấy bản thân tôi bây giờ đã thật sự đủ sức đủ mạnh mẽ để chiến đấu hết sức mình với bà ấy và tên khốn kia rồi có được bằng chứng trong tay tôi vội quay trở về nhà để chuẩn bị cơm cho chú về ăn bữa tối ấy tôi đã nấu rất nhiều món mà chú yêu thích và ngồi đợi chú về Đồng hồ điểm đến 6 giờ thì cánh cửa cũng được mở ra. Theo thói quen tôi quay lại nhìn thì thấy chú bước vào. Trên gương mặt chú hiện rõ vẻ rất thoải mái nên tôi liền nghĩ đến vụ hồ sơ của chú chắc đã hoàn thành rồi. Chú đặt chiếc cặp lên ghế rồi đi rửa tay xong mới ngồi vào ghế. Chú nhìn tôi cười nói: "Hôm nay con có gì vui à?" nhìn mặt phấn khởi thế. Chú cũng vậy mà ừ giải quyết xong vụ ly hôn hai năm rồi chú thật sự đang cảm thấy rất nhẹ đầu và thoải mái đây chắc chú áp lực từ phía gia đình mình lắm đúng không chú hôn nhân thương mại thì không thể tránh khỏi được nhưng bây giờ đã xong hết rồi xem như chẳng ai nợ ai hôn nhân không có tình yêu chỉ thuận trên giấy tờ thôi nên chú cũng không áp lực mấy vừa nghe chú nói tôi vừa bới cơm đưa sang cho chú đúng là hôn nhân không tình yêu nó đau đầu thật nhưng hôn nhân có tình yêu nhưng lại hành hạ nhau từ thể xác lẫn tinh thần thì nó lại càng đau hơn tôi và chú đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm đến cuối cùng của tôi và chú là đều phải ly hôn với những người không xứng đáng tôi với chú vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vẫn câu hỏi đó chú liền cất giọng hỏi tiếp thế hôm nay con có chuyện gì vui à chú nhìn xem vừa nói tôi vừa lấy chiếc điện thoại mà chú đã mua cho mình ấn vào thư mục ảnh rồi đưa đến cho chú với gương mặt cực kỳ hài lòng chú phong cầm lấy điện thoại trên tay nhìn vào ánh mắt chú khẽ nheo hai mày khẽ cau lại rồi nhìn ảnh rồi nhìn về phía tôi hỏi ai đây chú không nhận ra thật sao ạ à? là tên khốn ấy và mẹ kế của hắn đó chú chồng của con và mẹ kế của hắn ta à? hai người đó vẫn có thể loạn luân mà qua lại như thế sao con cũng không ngờ đâu ạ à, nhưng biết làm sao được khi đó chính là sự thật rồi chú ạ à. nhận lấy điện thoại từ tay chú tôi nhếch miệng lên cười khinh bỏ hai người bọn họ ông trời luôn có mắt để tôi có được những bức ảnh ăn tiền như thế này chú phong nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài nói vậy bây giờ con định thế nào để chú còn biết đường mà giúp ly hôn ạ à? đơn phương hay là bảo nó ký giấy, con sẽ gặp hắn và bà ấy để nói chuyện. Nếu như hắn làm khó thì con sẽ nhờ chú lo chuyện luật sư ạ. Chú phòng nghe tôi nói vậy thì khẽ gật đầu đồng ý. Chú đưa miếng thức ăn lên miệng nhưng lại bị dính ở môi. Thế vậy nên tôi liền nhanh tay rút khăn giấy đưa lên lau cho chú. Bất giác lúc đó chú cũng giật mình phản xạ giữ lấy miếng khăn giấy nhưng lại vô tình chạm vào tay tôi. Cứ thế mà cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng và khó xử. Tôi thấy vậy thì liền rụt tay lại rồi lắp bắp nói. Miệng của chú dính thức ăn, chú tự lau đi ạ. À? à ừ, tôi chỉ vô tình nhưng lại khiến cho cả hai dối bời. Bữa ăn phút chốc cũng trở nên gượng gạo mà chìm vào không gian yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai từ miệng phát ra mà thôi. Vẫn như ngày thường ăn xong tôi với chú ngồi lại ở phòng khách vừa xem phim vừa ăn trái cây tráng miệng chẳng biết là trùng hợp thế nào mà trên tivi lại chiếu đúng cái cảnh nhân vật nam và nữ chính đang hôn nhau thắm thiết tôi thấy thế thì liền đỏ mặt vội lập tức đứng dậy rồi lắp bắp nói à hôm nay con con buồn ngủ quá nên con đi ngủ trước đây ạ đúng là con nít chú ngồi xem phim đi ăn trái cây xong chú cứ để đó ngày mai con sẽ rửa ạ Vừa nói dứt câu đó tôi liền bỏ đi ngay vào phòng của mình, rồi khóa chặt cửa lại. Tôi không biết rằng ở phía sau mình đang có một nụ cười và ánh mắt luôn hướng về phía mình như thế. Vào đến phòng ngồi lên giường rồi mà chẳng hiểu sao tim tôi lại cứ đập liên hồi. Tôi không phải là trẻ con, cũng không phải là mới thấy người ta hôn nhau lần đầu, nhưng không biết lý do khiến mình đỏ mặt và hành xử như vậy là gì nữa đã từng bị cưỡng hiếp tập thể đã từng bị chồng hành hạ ép quan hệ đã từng có con nhưng bây giờ ngay lúc này đây tôi thật sự không thể hiểu mình được tôi cứ nằm lên giường rồi nghiêng tới nghiêng lui ngồi dậy rồi nằm xuống giống như một đứa trẻ dậy thì nhìn thấy họ hôn nhau lần đầu vậy cố gạt hết những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu gạt đi hình ảnh của ông chú ấy để cố gắng nhắm mắt ngủ nhìn kết quả là tôi lại mất ngủ và sáng hôm sau lại dậy trễ, đến khi bước ra khỏi phòng đã không còn thấy chú nữa rồi. Nhìn lên bàn tôi đã thấy thức ăn mà chú chuẩn bị sẵn cho mình trước khi đi làm. Nhìn hình ảnh đó trước mắt, thoáng chốc khóe môi tôi lại mỉm cười, chẳng biết vì lý do gì nữa. Tôi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng rồi cũng đi dạo dưới nhà. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi. Nếu anh ta đã khốn nạn thì đừng trách sao tôi độc ác. Tôi chỉ trả lại những gì mà anh ta đã gây ra với mình mà thôi, tên khốn. Tôi suy nghĩ cách để tiếp cận và chọc tức bà ấy. Vì tôi biết rằng bà cũng học cùng lớp yoga với mình. Nếu là lúc trước thì tôi đã không có gan ấy rồi. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ lấy lại công bằng cho chính bản thân mình cũng như đứa con bé bỏng của mình buổi chiều ấy tôi đi đến lớp sớm hơn bình thường cô giáo thấy tôi là người đến đầu tiên nên liền cười nói body đã đẹp rồi cố gắng chăm chỉ nữa chị tin sau này chẳng ai đẹp qua em đâu lan phương ạ à. chị quá khen rồi ạ à. tất cả cũng nhờ cô giáo có tâm như chị mà là em đang quá khen chị đấy dạ tôi mỉm cười nhìn cô giáo rồi gật đầu thật ra cũng nhờ tập yoga mà tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều không chỉ tốt cho body mà còn tốt cho cả tinh thần nữa. Nên dạo này có rất nhiều học viên đến đăng ký, trong đó có cả mẹ kế của anh ta. Tôi khởi động bằng vài động tác cơ bản, rồi chờ những người học viên khác đến lớp. Vì học cũng khá lâu và thường xuyên, nên dường như tôi đã quen với tất cả mọi người trong lớp học này rồi. Họ rất hòa đồng và vui vẻ, nhiệt tình với tôi. Không đợi lâu, cuối cùng thì thứ mà tôi trông đợi cũng đã đến. Bà ấy bước vào lớp trong bộ quần áo ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra những ngấn mỡ thừa và làn da nhăn nheo của dấu hiệu tuổi già. Cô giáo thấy bà ấy đến thì liền giới thiệu với tất cả học viên. "Hôm nay xin giới thiệu với mọi người học viên mới của lớp chúng ta. Cô ấy tên là Nghi, cho dù có tuổi một chút nhưng mọi người nhìn xem, cơ thể của cô ấy vẫn hoàn hảo đúng không ạ? Chắc là cô ấy cũng phải tập luyện nhiều lắm." cô giáo nghe học viên nói vậy thì liền quay sang bà ấy nói cô giới thiệu về mình đi ạ à? vâng vừa nói bà ấy vừa quay sang nhìn tất cả chúng tôi rồi vui vẻ thản nhiên cất giọng nói chào mọi người tôi là lời nói kia vẫn còn chưa kịp dứt khi ánh mắt bà chạm phải vào đôi mắt của tôi bà ấy mở to mắt gương mặt ngạc nhiên đến khó coi mà lắp bắp nói phương sao mày lại ở đây chào mẹ kế à không chào người tình mới của thằng chồng khốn nạn à. mày sao lại gọi là mày ở chỗ đông người thế này nhỉ mà hôm nay chồng cũ tôi đưa mẹ kế đi học sao à không phải gọi là nhân tình của mẹ kế mới đúng chứ không phải là con chồng đâu nhỉ tất cả mọi người trong lớp nghe tôi nói vậy thì liền ngơ ngác hết đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn về phía bà ấy bằng đôi mắt tò mò xen lẫn kỳ thị đột nhiên lúc này người chị bên cạnh tôi liền quay sang kéo lấy tay tôi rồi hỏi bà ấy là mẹ kế của chồng em thật sao khốn nạn quá thì có nên gọi là chồng không chị nhỉ gặp với cả mẹ kế thì khốn nạn thật mà mẹ kế kia cũng chẳng ra gì khi già rồi vẫn ham muốn của lạ đặc biệt là mối quan hệ loạn luân với con chồng nữa chứ nếu em kể rõ cuộc đời em phải trải qua những gì mẹ kế và chồng ngoại tình ra sao thì chắc các chị ở đây sẽ khiếp lên mất nó kinh dị còn hơn cả phim nữa ấy chị giờ bẩn nhỉ vẫn còn mặt mũi ra ngoài thì kinh rồi biết đâu hắn ta vẫn đang chở mẹ kế à không người tình của mình ở bên ngoài thì sao chị từng câu nói mỉa mai đến sỉ nhục của tôi vang lên khiến tất cả mọi người nhìn bà bằng một cái cách khác chứ không phải hâm mộ như lúc nãy nữa bà ấy thấy mọi người trong lớp bàn tán về mình như thế thì liền kéo lấy tay tôi đi nhanh ra phía ngoài. Tôi không phản kháng, cứ thế mà đi theo bà ấy, để xem bà sẽ làm gì mình. Ra đến nơi không có người qua lại, thì bà liền vung mạnh tay tôi ra, tay còn lại định đưa lên tát vào mặt, nhưng đã bị tôi cản lại. Tôi dùng hết sức để siết mạnh lấy cánh tay bà, rồi gằn giọng nói: Bà định đánh tôi sao? lâu ngày không gặp lại, bà vẫn hung hăng như xưa nhỉ? Còn khốn! mày dám hạ bệ nói xấu tao trước mặt mọi người hả mày ăn gan trời rồi con thế thì xui cho bà là tôi ăn gan trời thật đấy tôi định không chỉ nói thôi đâu mà tôi còn định dán giấy thông báo khắp nơi về bà và tên khốn kia nữa kìa bà thấy ý tưởng đó của tôi không tồi chứ mày muốn gì hả tôi nghe bà ấy hỏi mình câu đấy thì liền vung mạnh tay bà ra vì bà ấy cũng có tuổi và với tình huống bất ngờ như thế thì không trụ vững nữa nên liền lảo đảo ngã về sau. Cũng may là có bức tường giữ lại. Tôi thấy vậy thì liền nhếch miệng lên cười, rồi bước đến gần về phía bà, rồi chậm rãi gần từng tiếng nói. Muốn bà và hắn, kể cả con Hoa, tất cả các người đều phải trả giá những chuyện mình đã làm với hai mẹ con tôi. Đứa con nhỏ xấu xấu của tôi mỗi ngày hay báo mộng rằng nó rất muốn gặp bà đấy. Còn muốn gặp làm gì thì tôi lại không biết mày dám hủ dọa tao sao con khốn này mày có người chống lưng nên mới dám lên mặt với tao hả đúng vậy tôi có người chống lưng đấy huống hồ gì tôi vẫn chưa ly hôn với người tình của bà bây giờ tôi có thể kiện hai người ra tòa được không nhỉ kiện về tội bạo hành từ thể xác lẫn tinh thần kiện về tội hai lần âm mưu sát hại người khác và cả về việc ngoại tình giữa mẹ kế và con chồng nữa bà thấy tất cả các tội đó có xứng với một lũ khốn nạn như nhà các người không con phương mày tên của tôi không phải để cho chiếc miệng thối như bà gọi hôm nay đến đây thôi vì chúng ta còn gặp nhau dài dài mà đúng không mẹ kế vừa nói tôi vừa bật cười thỏa mãn nhìn kỹ gương mặt đang tái xanh vì sợ của bà ấy rồi khẽ quay lưng bước đi vào trong tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước cứ ngỡ là sẽ mất công sức nhiều lắm để xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt bà vậy mà khi gặp rồi tôi mới thấy bà ta chỉ là một mụ già có tuổi mà thôi có lẽ do lúc trước tôi yếu thế và hiền lành nên bà ấy mới ngồi lên đầu mình mà ức hiếp nhưng bây giờ thì nằm mơ đi tôi phủi tay rồi quay trở lại lớp học cánh cửa mở ra tôi thấy mọi người bàn tán rất nhiều các chị ấy kéo tay tôi lại hỏi rất nhiều nhưng vì tới giờ học rồi nên cô giáo không cho tụ tập tám chuyện nên mọi người tiếc lắm hôm nay có bài tập khó ai cũng nhăn mặt nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mỗi mình tôi là vui vẻ và lạc quan đến lạ thường tôi vừa tập vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa nhưng lại không thấy bà ấy vào chắc có lẽ vì xấu hổ nên bà sẽ không dám vào mà chỉ có về nhà thôi càng nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của bà tôi lại càng thấy hài lòng hơn bây giờ tôi mới thấm một câu ai tử tế với mình thì mình tử tế với họ còn ai sống khốn nạn với mình một Thì mình phải khốn nạn lại Một trăm thì mới vừa được Các người cứ chờ xem Tôi nhất định sẽ trả lại từng chút Từng chút một Cả ngày hôm đó tôi vui vẻ đến lạ thường Đến khi tan học tôi ra ngoài Ghé bà cụ mua sữa đậu nành để uống Vừa đứng chờ bà làm Tôi vừa lấy ảnh của hai người đó Ra xem một lần nữa rồi tự mỉm cười Bà cụ thấy vậy Thì liền cất giọng trêu ngay Hôm qua thì thất thần, hôm nay thì đứng cười một mình, rồi ngày mai thế nào đây hả cô gái xinh đẹp? Tại con có chuyện vui bà ạ, à. con gửi tiền bà nhé. Mỗi ngày cô đều ghé đây ủng hộ tôi, vậy nên chỉ cần cô vui là tôi cũng thấy vui rồi. Dạ thôi, con về đây ạ, à. bà bán đắt hàng nhé. Cảm ơn cô. Nói thế rồi tôi cũng gật đầu vui vẻ chào bà ấy rồi ra về. Lớp học cách nhà không xa nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại đi chậm đến thế nữa. Chắc vì vừa đi tôi vừa suy nghĩ đến cảnh bà ấy đang run sợ và tìm cách trả thù mình nên thế chăng. Lúc này vừa đến nhà thì tôi liền ngạc nhiên khi thấy Phú đang đứng ở trước cửa chờ mình. Thấy tôi nó liền lừa một phát rồi nói. Này sao hôm nay về trễ thế hả? Báo hại tao đứng cả buổi làm người ta tưởng trộm cơ. Mày hâm à? Trộm mà lên được đến đây sao? Đợi tao mở cửa đã. Nhanh cái tay lên, chân của tao đau hết cả lên rồi nè từ đã cái thằng này cứ làm như nước sôi đổ vào mồm ấy vừa nói tôi vừa nhanh tay ấn mật khẩu để mở cửa bước vào nhà cũng vì tâm trạng đang vui vẻ nên tôi mới không tính chuyện nó hối mình nếu không tôi sẽ chửi cho một trận rồi đặt túi tập lên ghế và sữa lên bàn tôi nhìn nó hỏi hôm nay mày không đi làm à sao có thời gian rảnh đến đây vậy Tao ghét con mẹ quản lý nên giả vở bệnh rồi xin nghỉ đấy chị ta lại làm sao yêu nghiệt nhắc tới là thấy nóng trong người rồi thôi dẹp bà ấy sang một bên đi tao có mang món mày thích đến nè mau ngồi ăn thôi bánh tráng à đợi tao đi rửa tay đã vừa nói tôi vừa bước vào trong phòng để rửa tay sẵn tiện thay ra bộ quần áo ở nhà cho thoải mái rồi mới ra ngồi ăn và tám chuyện với nó tôi kể cho phú nghe về chuyện mình đã gặp bà mẹ kế ở phòng tập nó thấy vậy thì liền manh động bảo ngay sao mày không tẩn bãi thêm vài cái cứ canh mặt mà chơi mày ạ à. thứ già đó giờ gương mặt là quý nhất nên phải chơi chỗ hiểm thì mới lại bãi được mày điên à đánh người cho lên đồn hay gì mày hiền chán vậy lan phương dạo này chú phong lại không dạy mày chiêu mới à liên quan gì đến chú phong chứ tao đang có kế hoạch của tao tao không thích vội vàng tao thích chậm rãi chậm rãi để họ nếm đủ mùi đau khổ mà tao đã từng phải trải qua mà hiểu không? Chỉ cần mày đừng làm ảnh hưởng đến bản thân mày là tao yên tâm rồi, cần giúp cái gì? Đâm muối ớt pha mắm tôm hay đập hột vịt lộn trộn nước sơn thì cứ alo cho tao, mấy chuyện đó cứ để tao lo. Uầy, mày chơi bẩn thế à? Còn phải nói, đánh ghen hay trả thù thì như vậy nó mới hay chứ. Nghe nó nói thế thì tôi liền bật cười. Đúng là những người giới tính thứ ba như nó quả thật chơi ác ghê. Những thứ ấy mà cho lên người thì chỉ có ngước mắt lên trời mà khóc tiếng Campuchia thôi Tôi với nó ngồi chơi và tâm sự với nhau Không để ý thời gian cho đến khi cánh cửa vang lên tiếng ấn mật khẩu Thì cả hai mới giật mình Tôi nhìn lên đồng hồ thấy 8 giờ rồi mới giật mình lẩm bẩm nói Ôi 8 giờ rồi chắc là chú Phong về Chết cha mãi chưa nấu cơm Mãi lo 8 chuyện mà quên qua đồng hồ rồi không sao đâu lát nữa ta bảo chú ấy ra ngoài ăn cũng được lời của tôi vừa dứt thì lúc này chú phong cũng bước vào nhà chú đưa mắt nhìn về phía này thấy hai chúng tôi đang ngồi thì liền gượng cười nói phú đến chơi với lan phương đấy à dạ hôm nay chú đi làm về trễ thế ạ à? bình thường chú vẫn về giờ này mà thôi hai đứa ngồi chơi đi chú về phòng đã dạ phú nhanh miệng trả lời chú còn tôi thì cứ im lặng nhìn dáng vẻ ấy của chú hình như hôm nay chú có chuyện gì đó không vui hay sao ấy nhỉ chỉ là linh cảm thấy được cũng không chắc nên tôi liền thở dài một hơi rồi quay sang tám chuyện với phú tiếp nó vì ngại chú về nên sau khi ở chơi thêm một lúc thì cũng ra về luôn lúc này trong nhà chỉ còn lại tôi và chú chú thì ở trong phòng nên quay qua ngoảnh lại thì cũng chỉ có một mình tôi thôi Tôi mở tủ lạnh ra nhìn sơ một lượt thở dài, rồi cũng đóng lại mà đi tới phòng chú. Đứng trước cửa phòng, tôi do dự một lúc rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Tiếng ở bên trong vọng ra nhưng rất nhỏ. Vào đi, cửa không khóa. Nghe thấy chú đã nói vậy nên tôi liền mở cửa bước vào. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy chú nên liền cất giọng hỏi. Chú ở đâu thế ạ? À? Có chuyện gì sao? tôi giật mình khi tiếng của chú vang lên từ phía sau nên vội quay lại nhìn ánh mắt tôi tròn xoe mồm mở to hết cỡ cơ thể bất giác không đứng vững khi nhìn thấy chú không mặc áo mà chỉ quấn chiếc khăn trắng ngang hông che đi phần nhạy cảm ấy bất giác tôi muốn ngã tại chỗ nhưng may là chú nhanh tay vòng ra phía sau đỡ lấy người tôi lại chú một tay cầm chiếc khăn nhỏ lau tóc một tay choàng eo tôi ánh mắt không mấy ngạc nhiên mà cất giọng hỏi Sao thế? Sao lại không đứng vững thế này? Con... con... Vừa nói tôi vừa đứng dậy thật nhanh rồi khẽ xoay lưng lại phía chú Ở khoảng cách vừa nãy giữa tôi và chú thật sự khiến tim tôi đập nhanh liên hồi Gương mặt cũng bắt đầu nóng dần lên với cự ly gần và da chạm da như thế Chú thấy tôi lúng túng như vậy thì liền bật cười nói Hình như chú mặc thiếu vải thì phải Dạ, vì chú mới tắm ra nên thế đợi một chút chú vào mặc quần áo rồi ra ngay dạ vậy con ra ngoài đợi chú ạ à? Ơ ờ, con bé này vừa nói dứt câu thì tôi cũng vội vàng giữ nguyên tư thế ấy mà lùi đi chú thấy hành động ngốc nghếch của tôi như vậy thì liền bật cười thật lớn nếu là người khác thấy cảnh này thì cũng sẽ cười như chú thôi bởi vì nhìn tôi lúc này ngay cả bản thân tôi còn chẳng hiểu mình đang ngại vì điều gì nữa mà ra đến phòng khách tôi ngồi thở và cố gắng lấy lại bình tĩnh để lát nữa còn đối mặt với chú ấy mấy phút sau thì chú liền mở cửa bước ra chú nhìn tôi nhưng vẻ mặt vẫn luôn tỏ ý cười khiến tôi vừa ngại vừa khó chịu vô cùng chú đi lại bàn vừa rót nước vừa nhìn tôi nói chẳng lẽ con chưa nhìn thấy đàn ông tắm bao giờ à con thấy nhưng mà chú cũng giống như chồng con thôi à không chú khác với nó nhiều là đằng khác chứ Tự nhiên chú lại nhắc đến tên khốn ấy, làm tôi lại phân tâm suy nghĩ về hắn. Từ cảm giác xấu hổ, giờ tôi lại thấy uất hận vô cùng, không muốn nhắc đến tên cầm thú và khốn nạn ấy, nên tôi liền đánh chống làng sang hỏi chú: Chú đói không? Hôm nay con quên nấu cơm, nên chú ra ngoài ăn tạm một hôm nhé. Cũng được, con chuẩn bị đi rồi mình đi. Con cũng đi cùng sao ạ? Thế định để chú ăn một mình à? À. Thấy chú đã nói như vậy rồi Nên tôi cũng liền đồng ý Đi ra ngoài ăn cùng với chú Tập yoga để giữ dáng Nhưng lại cứ nạp năng lượng vào đêm khuya Thì chẳng mấy chốc tôi béo phỉ lên mắt Chuẩn bị xong Tôi với chú cũng ra ngoài ăn Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng Nằm giữa trung tâm thành phố Chú Phong cẩn thận kéo ghế ra Cho tôi ngồi vào Rồi mới quay lại vị trí của mình Chúng tôi gọi ra vài món ăn vì một phần lúc nãy ăn bánh tráng tôi vẫn còn thấy no lắm nên ăn không nhiều được nữa đang lúc ngồi đợi thức ăn thì cả tôi và chú đều lướt điện thoại chẳng ai nói gì với ai cả đột nhiên lúc này từ phía sau tôi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vang lên ủa chồng cũ anh cũng đến đây ăn tối à ơ ờ, còn có con bé nhà quê nữa nè trùng hợp thật nhỉ sao thế sao lại không trả lời em hay là anh quên mất vợ của mình rồi à tôi và cô đã ly hôn rồi chúng ta chỉ mới ly hôn vào ngày hôm qua thôi sao anh lại phũ phàng với em thế hả chú nghe thấy vậy thì không trả lời cô ấy nữa nói chuyện với chú không được thì cô ta liền quay sang tôi bàn tay cô ta khẽ tự tiện đặt lên cằm của tôi rồi nhếch miệng lên cười nói gu chồng cũ của tôi cũng mặn thật đấy Chắc ngũ vị giác của anh ta có vấn đề Nên mới không ngửi thấy mùi thối này nhỉ Tôi thấy cô ta làm hành động Và dùng thái độ xem thường mình như thế Thì liền gạt mạnh tay cô ấy ra Rồi nói Chắc ngũ vị của chú Phong có vấn đề thật Nên mới lấy cô về làm vợ Để rồi phải đau đầu khi phải ly hôn Từ năm này sang năm nọ nhỉ Còn danh này Mày dám ăn nói với tao bằng cái giọng đấy à Tại sao tôi lại không dám chứ Đừng chỉ nghĩ những người giàu Thì mới có tiếng nói những người giàu thì có quyền ức hiếp người khác nhé. Bây giờ tôi không ngán một ai đâu. Thử xúc phạm và động vào tôi xem. À, thì ra là được anh ta sửa phèn nên mới dám lên giọng với tao à? Mày có tin? Vừa nói cô ta vừa giơ tay lên định đánh nhưng rất may là tôi đã giữ kịp lấy tay của cô ta lại. Tôi nhìn gương mặt thẩm mỹ nhân tạo ấy mà khẽ nhếch miệng lên cười rồi ghé sát mặt vào tai cô ta nói nhỏ. Gương mặt nhân tạo ấy cô có muốn mất thời gian và tiền để làm lại không mày tôi chẳng có gì nhưng chú phong thì có chú ấy sẵn sàng đền tiền để cô đi sửa lại đó cơ mà phẫu thuật nhiều lần không biết là nó có biến dạng trở nên quái dị không nhỉ còn khốn này mày ăn gan trời rồi ăn gan trời hôm nay tôi nghe câu nói này từ hai người phụ nữ nhưng rất tiếc là cả hai đều xấu xa như nhau nhỉ vừa nói tôi vừa hất mạnh tay của cô ta ra khiến cô ấy lảo đảo cũng may là có người đàn ông đi cùng đỡ lại kịp nếu không đã ngã chồng vó lên rồi cô ta tức giận sôi máu lên nhìn tôi định ăn thua đủ nhưng đã bị người đàn ông đi bên cạnh kéo lại rồi nhăn mặt nói vợ à đủ rồi đấy mau đi thôi mấy đứa đang chờ mình kìa con khốn này nó dám lên mặt với em ai bảo em kiếm chuyện với nó làm gì mau đi thôi nhưng mà em không đi thì anh đi trước đấy chồng chờ em đã kia chồng vừa nói tên đàn ông kia vừa bỏ đi khiến cho cô ta phải tức tốc chạy theo nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía tôi mà tiếc nuối chắc cô ta tiếc lắm vì không sỉ nhục được tôi thêm nữa chăng chú Phong ngồi im quan sát nãy giờ thì cũng vỗ tay nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào và cười nói giỏi lắm bây giờ con còn biết chống trả lại nữa cơ chẳng phải chú bảo với con rằng nếu muốn trả thù ai đó thì trước hết mình phải mạnh mẽ à con là đang học từ chú đấy ạ à? đúng vậy nhìn con bây giờ chú có thể yên tâm rồi cơ mà chú này sao cô ta lại gọi người đàn ông kia là chồng còn chú thì sao chẳng phải hai người chỉ mới chính thức ly hôn từ hôm qua thôi sao sao cô ấy chú đã bảo rồi hôn nhân của chú chỉ dựa trên kinh doanh ngoài ra chẳng có tình cảm chẳng có gì liên quan hay ràng buộc với nhau cả cô ta có người tình riêng của mình chú không quan tâm và ngược lại thế ạ à? có lẽ đây là lần đầu con thấy đó ạ à? vừa hay lúc đó thức ăn cũng được mang đến thế vậy nên tôi và chú liền im lặng không nói thêm gì cả sau khi gặp cô ấy đáp trả chanh chua khiến cô ta tức giận thì cũng khiến tôi ăn ngon miệng hơn nhưng phải công nhận một điều là khi có chú phong chống lưng phía sau thì mới khiến tôi có cảm giác an toàn và mạnh mẽ được sự thay đổi ngoạn mục từ một cô gái yếu đuối suốt ngày buồn bã vì mất con thì bây giờ nhờ chú mà tôi dường như đã trở thành một người khác chú ấy thật sự là một người tốt chú đã cố vực dậy và cứu sống tôi hai lần nên giờ đây tôi rất mang ơn chú tôi với chú phong ăn tối xong rồi thì cũng đứng dậy ra về tôi không biết rằng hôm nay là ngày xui hay là định mệnh mà tôi gặp tận hai người phụ nữ thâm độc nữa. Vừa ra đến bãi đỗ xe thì tôi liền thấy bóng dáng quen thuộc của bà mẹ kế đang tay trong tay với một người đàn ông xa lạ nào đó. Tôi thấy vậy thì liền nhách miệng cười rồi lẩm bẩm nói Thời tới nữa rồi Phương ơi! Sao thế? Con nói thời gì tới? Chú đứng ở đây đợi con một chút nhé, lát nữa con sẽ quay lại ngay. Con định làm gì? Này, đi đâu đấy? không thể bỏ qua cho bà ấy được mà tôi liền đi đến phía đó ngay lập tức mặc dù cho chú phong có gọi thì tôi cũng vội vã đi lúc này tôi bước nhanh đến phía trước mặt bà ấy chặn lại rồi mỉm cười vui vẻ nói chào mẹ kế chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này con điên này sao mày lại ở đây hả sao mẹ kế lại gọi con là con điên chứ có phi công trẻ ở đây mà mẹ kế ăn nói thô lỗ như vậy thì sao mà đặng đây hả mẹ kế mày có ý đi không hả tôi thấy bà ấy bối rối ra mặt như vậy thì liền cười đắc chí không phải rằng tôi muốn kiếm chuyện nhưng vì ghét bà vì hận với những gì bà đã làm với mình nên năm lần bảy lượt tôi nhất định phải hạ nhục bà trước đám đông thì tôi mới hả dạ được không đáp trả lại lời nói của bà ấy tôi liền quay sang tên nhóc mặt còn búng ra sữa mà cười nói chào cậu cậu là phi công mới của mẹ kế tôi à tôi không quen cô làm nghề như cậu thì cần gì quen chứ chẳng phải chỉ cần chuyển khoản rồi lên giường thế là được à hay là tôi nói sai nhỉ nếu cô biết thì đã không hỏi lại tôi rồi à thì ra những lời tôi nói là có thật à mà cậu có biết tin gì không mẹ kế của lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt thì liền bị bà ấy dùng tay kéo mạnh ra phía sau rồi nhìn tôi gằn giọng nói mày muốn chết có phải không mày có im cái mồm thối của mình lại không hả Mẹ kế mất lịch sự thật đó Để tôi nói một câu với cậu ấy Rồi tôi sẽ đi ngay không được sao Hay là bà muốn tôi hét lớn Với những người đứng xung quanh đây rằng Mẹ kế tôi vừa cặp với chồng tôi Rồi lại vừa cặp với phi công trẻ bên ngoài sao Bà thích ngay như vậy à Cầm miệng Tôi biết có người nên cố tình nói lớn Ấy vậy mà những người kia Quả thật đều tò mò Nên dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra ở đây Tôi thấy thế thì liền hài lòng nhếch miệng cười khinh bỉ nói Ôi xin lỗi nhé tôi nói hơi lớn Để mọi người nghe thấy rồi Con khốn này mày coi chừng tao đấy Vừa nói bà ấy vừa lườm tôi Bằng đôi mắt rõ sâu Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy Vì tôi biết rõ đây là chỗ đông người Mà một người già Xem trọng sĩ diện như bà Thì không thể để mất mặt ở nơi này Nên mới không dám làm gì tôi Bà ấy chịu nhục mà đưa tay nắm lấy tay tên nhóc đáng tuổi con mình đi vào trong và phớt lở tôi. Thế vậy nên tôi liền nói với theo ngay lập tức. Này cậu nhóc, mẹ kế của tôi nhiều phi công lắm. Cậu nhớ mang bao cao su nhé, không khéo lại lây bệnh hiểm nghèo đấy. Vừa nói dứt câu thì tôi liền bật cười thật lớn trong vui vẻ và sự chiến thắng của mình. Nhìn biểu cảm sợ sệt lo lắng hoang mang và tức giận của bà ấy, nhưng lại không thể làm gì được mình. Tôi khoái chí lắm, đêm nay chắc bà sẽ không làm ăn được gì đâu ngược lại chắc bà còn ám ảnh với tôi gương mặt và những câu nói mỉa mai của tôi là cái chắc rồi thấy bà ấy đi khuất rồi tôi mới quay trở lại xe chú phong nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cao nói lời nói và biểu cảm ranh đá thật đấy nhưng phải cẩn thận nếu không lại bị ăn đòn ngay đó biết chưa con biết mà chú con là lan phương bây giờ chứ không phải trước kia nữa nên chú cứ yên tâm ạ à không yên tâm nổi, bây giờ vừa sợ vừa lo đây. Không sao thật mà, chúng ta về nhà thôi chú. Ừ, lên xe đi. Nói thế rồi hai chú cháu tôi cũng quay trở về nhà. Ngồi trên xe tôi hạ cửa kính xuống để hứng từng đợt gió nhẹ nhẹ thổi vào, làm tinh thần mình sảng khoái thật sự. Nghĩ lại so với trước đây thì bây giờ tôi thấy bản thân mình đã quá tốt. Một cây non nếu tìm được vùng đất tốt chắc chắn sẽ xanh tốt và nở hoa. Cuộc đời tôi cũng vậy, đau khổ, vất hận thì cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn. Hai tuần sau, kể từ ngày hôm ấy thì tôi không còn gặp những người kia nữa. Hai tuần trôi qua trong lặng lẽ và cuộc sống của tôi và chú vẫn như vậy. Cảm xúc là một thứ gì đó rất lạ thường, tôi không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng khi sống cùng với chú, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ra ngoài ăn tối, mỗi khi bận rộn, càng lúc tôi lại càng có cảm giác quen thuộc với chúng. Tuy rằng không thổ lộ, nhưng tình cảm của cả hai dần gắn bó hơn, đang dần thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Chú độc thân thì dễ dàng, nhưng tôi vẫn còn chưa ly hôn được tên khốn ấy, nên tôi rất sợ người đời dị nghị, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi cứ thế mà bình lặng chỉ có hai người mới biết rõ được trong trái tim mình đang nghĩ gì. Buổi sáng đó cũng giống như thường ngày, tôi dậy sớm nấu ăn sáng chuẩn bị, rồi cả tôi và chú cùng ngồi ăn với nhau. Lúc này chú mới nói, "Chú sẽ nhờ luật sư giải quyết chuyện ly hôn của con, con đồng ý chứ?" "Đơn phương ly hôn sao ạ?" À? "Ừ, cứ nộp đơn lên tòa, sau đó họ sẽ tự gọi địa đối phương đến, chỉ có như vậy thì mới giải quyết được nhanh thôi." con chỉ sợ hắn ta không đồng ý hắn ta ghét và hận con như thế thì sẽ rất khó đó chú chuyện đó cứ để chú lo nếu con đã nhất quyết thì chẳng ai có thể cản hay làm khó được dạ vậy chú cứ làm đi ạ à. có gì thì chú cứ nói con nhé được rồi hôm nay chú có việc bận nên đi làm trước đây con ở lại ăn từ từ không gấp đâu vừa nói chú vừa đứng dậy cầm cặp sách của mình trên tay bước đi tôi thấy chú vẫn còn chưa uống nước nên liền đứng dậy mang ly nước ép cam đi theo chú rồi nói Chú uống hết ly nước ép sửa hãng đi ạ à? Lúc nãy con thấy chú chưa uống nước ấy Ừ Uống xong chú liền trả ly nước lại cho tôi Tôi thấy cổ áo của chú vẫn còn sốc sổ chưa ngay ngắn nên liền nói Khoan đã chú chờ con một chút Đặt chiếc ly trống rỗng xuống bàn tôi vội vã đưa tay đến sửa lại cổ áo cho chú tôi thì chỉ thấy ngứa mắt nên mới muốn mọi thứ thật hoàn chỉnh còn chú thì lại nghĩ khác đến khi tôi mím môi hài lòng vuốt áo ngay ngắn lại thì đột nhiên chú lại nắm lấy bàn tay của tôi nói cảm ơn em à dạ không có gì ạ à. tôi ngại ngùng lúng túng vội gỡ lấy tay mình ra khỏi tay chú tự nhiên chú gọi mình là em lại còn nắm tay và dùng ánh mắt ấy để nhìn mình như vậy khiến tôi lúng túng vô cùng Tôi thấy vậy thì khẽ lùi về sau mấy bước. Chú chắc biết tôi ngại nên liền mím môi cười một cái rồi cũng mở cửa rời đi. Đến khi cánh cửa ấy đóng lại rồi thì bất giác tôi mới đưa tay lên chạm lấy bàn tay lúc nãy chú giữ lấy rồi lắp bắp trong miệng nói: "Chú ấy gọi mình bằng em sao, lại còn nắm tay mình nữa chứ?" Vừa suy nghĩ vừa nói với giọng đầy khó hiểu, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác gì đó rất lạ trái tim lại bắt đầu nhịp đập liên hồi và hai má cũng bắt đầu đỏ lên hình như tôi đã mang lòng yêu ông chú giả này rồi hay gì ấy nhỉ cảm giác này lạ lắm càng nghĩ đến tôi lại càng mỉm cười cho đến khi thấy bản thân mình thật sự làm quá thì mới đưa tay lên gõ vào đầu vài cái rồi lẩm bẩm nói mày lại nghĩ đi đâu vậy hả phương cơ mà hình như mình yêu chú ấy thật rồi ấy nhỉ không được mày không được manh động nếu không mày sẽ khổ trước đấy phương ơi chỉ một cái nắm tay và một câu cảm ơn của chú không ngờ lại khiến tôi mất tập trung đến như vậy ăn cũng chẳng nuốt vào được nữa nên tôi mới tranh thủ dọn dẹp rồi quyết định đi ra ngoài hóng gió ở với chú tôi được tiếp xúc với mọi thứ mới mẻ tuần trước chú đã đưa cho tôi chìa khóa ô tô để muốn đi đâu cũng tiện nhưng tôi không dám nhận mà thi thoảng ra ngoài chỉ cần đón taxi là xong Biết rằng chú rất tốt với mình nhưng tôi vẫn không quen cái cảm giác không làm mà có ăn nên mới không thể nhận hết tấm lòng của chú được. Tôi mặc một chiếc váy ôm body để lộ ra những đường cong bốc lửa rồi đi đến quán cà phê mà mình từng làm để uống và gặp phú. Vừa bước vào trong ngồi thì đã có người bước ra đưa menu. Nhìn thấy tôi xuất hiện trong một hình ảnh khác lạ nên chị quản lý liền cau mày lại nói Là Phương sao? Vâng, là em đây ạ. À. Nay nhìn khác thế, không giống em của trước đây nữa. Ai cũng khác theo thời gian mà chị. Chị cho em ly nước ép bưởi nhé. Ừ, em chờ một chút nhé." Tôi nghe chị ấy nói vậy thì cũng liền mỉm cười rồi gật đầu. Chị ấy quay lưng rời đi nhưng dường như đang nói gì đó lẩm bẩm ở trong miệng mình vậy. Tôi không bất ngờ vì thái độ của chị ấy thay đổi, bởi vì bây giờ tôi đến đây với tư cách là khách mà người làm công ăn lương như chị sao lại dám cộc cằn và khó chịu với khách hàng được chứ? Tôi vừa ngồi uống vừa đợi Phú đi phục vụ ngang thì liền gọi nhỏ. Này, tao đến chơi với mày đây. Chơi cái gì mà chơi? Tao đang cãi nhau với con mụ quản lý kia kìa. Sao lại cãi? Mày định nghỉ việc hay gì mà dám cãi lại chị ta vậy hả thằng Hâm kia? Thì mụ ấy nói xấu mày đó. Tao nghe chẳng lọt tai nên liền mang miệng đi chơi xa mà cãi lại bà ấy để bênh vực mày đấy ta mà bị nghỉ việc tất cả là do mày hết thế bà ấy nói gì ta bà ấy bảo mày làm gái chỉ có làm gái mới nhanh giàu để vực sáng xinh đẹp và sang trọng như bây giờ mày nghe mà không thấy tức à tôi nghe Phu nói như thế thì liền thở dài mà không đáp lời lại tôi biết nếu ai nhìn vào sự thay đổi của tôi lúc bấy giờ thì chắc chắn họ sẽ nghĩ như vậy có lẽ vì cuộc đời của họ không gặp được người tốt họ không trải qua những khó khăn và lâm vào bước đường cùng giống như mình nên chắc chắn họ sẽ không hiểu được miệng là của họ nhưng tâm là của mình chỉ cần bản thân mình không sống sai thì đời ắt sẽ mỉm cười Phú quan sát biểu cảm gương mặt của tôi biết rằng đang bị nói xấu nhưng chẳng phản ứng lại khiến nó cau mày cất giọng hỏi tiếp Thế mày định y mà mày chấp nhận để người khác hiểu lầm về mình như thế sao Thế bây giờ tao làm gì đây? Miệng là của chị ta mà. Dù tao có giải thích hay phân trần bản thân mình trong sạch thì chị ta cũng có sẽ tin đâu. Nhưng ít ra mày phải nói cái thứ nhiều chuyện mà còn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế tao cực kỳ không ưa. Mày hiểu không Phương? Vậy để tao vào cào mặt bãi ra vì tội nói xấu mình nhé. Còn Hâm, nói chuyện với mày đúng là tức thật sự mà. Ngồi đi, tao coi chạy bàn đã có khách vào rồi tôi nghe phu nói như vậy thì khẽ gật đầu đồng ý không phải im lặng lại chấp nhận những việc mà người khác nghĩ và vu khống cho mình thật ra đó chỉ là miệng lưỡi thiên hạ cho dù tôi có gân cổ để cãi lại hay cố tìm cách thuyết phục chứng minh thì họ cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình đến lúc đó mọi lời nói và hành động của mình cũng đều trở nên vô nghĩa mà thôi tôi ngồi ở quán cà phê suy nghĩ rất lâu Đến 10 phút sau thì tôi mới quyết định ấn một dãy số quen thuộc mà khiến tôi khắc cốt ghi tâm đến suốt cuộc đời rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia lúc này cũng vang lên những tiếng chuông đổ dài không có người nghe máy. Thấy vậy tôi định tắt thì lại có tiếng vang lên. Alo, ai đấy? Là tôi. Ai? Lan Phương. Con khốn, bây giờ cô còn dám gọi cho tôi nữa à? Cô đang ở đâu hả? Cô đang trốn chu trốn nhủi đâu mà tôi không tìm thấy cô vậy hả? Thành phố này không bé như anh nghĩ đâu. Nếu muốn gặp tôi thì đến quán cà phê XYZ vậy nhé. Vừa nói dứt câu đó xong thì tôi liền tắt máy ngay. Vừa hay lúc này điện thoại tôi cũng đổ chuông có người gọi đến. Tôi thấy là số của chú gọi nên liền ấn nghe ngay lập tức. Alo, con nghe đây chú Phong. Con đang ở đâu thế? Chú nhìn Cam ở nhà không thấy con đâu. Con đang ra ngoài cà phê à? Với ai? Một mình à? ở nhà buồn quá nên con ra quán của Phú đang làm uống cà phê ạ à? ừ trả lời ngắn gọn một tiếng ừ rồi chúng cũng vội tắt máy ngay chưa đúng là cục tính mà tôi khẽ thở dài lấy mắt kính mang lên vì tôi đang muốn mắt mình nghỉ ngơi một chút nhưng chẳng ai nhận ra tôi ngồi đợi tầm 20 phút sau thì anh ta cũng đến chiếc điện thoại trong tay vang lên tôi mới nhìn ra phía đó vừa hay hắn ta cũng thấy tôi nên liền tắt máy ngay vẫn cái tính khí nóng nảy ấy, vẫn là con người thô bạo ấy khi vừa nhìn thấy tôi thì anh ta liền bước nhanh tới nắm lấy cổ tay tôi siết chặt đến nỗi, cơ mặt của anh ta cũng hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhìn tôi gần giọng nói: "Về nhà? Nhà nào?" Cô còn dám hỏi lại tôi à? Cô là vợ của tôi mà còn dám hỏi tôi câu đó à? Cô bỏ nhà theo trai không biết xấu hổ, mà bây giờ lại còn dám trưng cái bộ mặt ấy để nói chuyện với tôi sao? phú chạy bàn từ xa thấy bình đến và đang siết chặt lấy tay tôi nên vội chạy nhanh đến gỡ mạnh lấy tay hắn ra rồi hét lớn cậu muốn làm gì hả ban ngày ban mặt ở chỗ đông người cậu không được manh động với phương rõ chưa chuyện của tao không đến lượt một đứa trai không ra trai gái không ra gái như mày xen vào hiểu chưa hả con bd bd mà cha nhà mày đấy tao ăn hết của nhà mày à biến tao không muốn nói chuyện với mày nhưng con phương là bạn của tao mày động đến nó là động đến tao rồi thằng khốn bẩn thỉu cút lời vừa dứt thì hắn ta liền dùng sức đẩy mạnh phú ra bình thường cái miệng của phú hơi hỗn nhưng nó lại rất ốm yếu vì bị hắn dùng sức như vậy nên nó liền ngã nhào xuống đất tôi thấy thế thì liền đỡ nó dậy rồi hốt hoảng hỏi mày có sao không mau đứng dậy đi thằng chó này để xem thôi được rồi mày đi làm việc đi để tao nói chuyện với hắn nhưng mà tôi thấy nó lo lắng cho mình nên ngăn cản nhưng tôi lại ra hiệu cho nó yên tâm rồi nói nhỏ vào tai nó rằng hãy đứng từ phía xa và quay phim lại giúp tôi phú thấy tôi bình tĩnh nói vậy nên nó mới gật đầu đồng ý mà rời đi hít vào một hơi sâu tôi quay lại ghế ngồi rồi bình thản nhìn hắn ta nói anh ngồi đi tôi gọi anh đến đây để nói chuyện chứ không phải gọi anh đến đây để hù dọa tôi và đánh người như vậy nếu cô muốn nói chuyện thì về nhà căn nhà đó không phải là nơi tôi muốn về bây giờ một là chúng ta ngồi đây nói chuyện cho rõ ràng và hai là lên tòa nói chuyện anh cứ chọn đi cô nghĩ mình ly hôn được tôi à tôi đang làm giấy tờ sớm muộn gì tòa cũng sẽ gọi anh lên giải quyết mà thôi cô dám tôi nhìn anh ta với ánh mắt dò xét rồi thản nhiên đưa tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm cho thông miệng rồi tôi lại nói tiếp tôi biết anh có học nhưng não của anh phần thú nhiều hơn phần người nên để tôi nói lại một lần nữa cho anh hiểu so với những gì mà anh và gia đình anh đã làm với tôi thì tôi nghĩ anh nên đồng ý chuyện ly hôn càng sớm càng tốt đấy tôi được gả cho anh để về làm vợ làm dâu chứ không phải làm ô xin cũng chẳng phải làm nơi để anh xả mỗi khi thấy cần anh bà ta và cả cô em gái của anh đã nhiều lần bạo hành tôi cả về thể xác lẫn tinh thần chưa kể đến chuyện anh ngoại tình với bà mẹ kế của mình. Rồi còn chuyện các người đã hai lần lên kế hoạch để hãm hại đứa con chưa thành hình của tôi. Những chuyện tàn ác và độc địa mà các người đã làm với tôi, chắc chắn khi lên tòa tôi sẽ kể. Không những ly hôn mà tôi còn làm đơn kiện các người về những tội khác nữa đấy. Tôi đã nói hết những gì mình ấm ức và suy nghĩ trong lòng một cách rành mạch và rõ ràng nhất. Anh ta nghe tôi nói đến đâu thì gương mặt tức giận hầm hầm rực lửa đến đó. Tôi vẫn đưa mắt nhìn hắn quan sát, đột nhiên lúc này hắn lại vỗ tay thật lớn rồi nhìn tôi nói: "Mày nghĩ mày có bằng chứng để kiện gia đình tao sao? Mày nghĩ tòa án sẽ giải quyết đơn kiện không chứng cứ ấy à? Nếu không có chứng cứ thì tôi đã không gọi anh đến đây để nói chuyện. Anh nghĩ tôi đơn giản không chắc chắn mà dám làm sao? Thế bằng chứng đâu? Trong khi đợi cái bằng chứng của mày thì tao đã kiện ngược lại mày rồi đó, con ngu. Anh kiện tôi?" Anh kiện tôi vì tôi chấp nhận cho anh qua lại với mẹ kế. Anh kiện tôi vì tôi đã nhìn thấy cái cảnh anh quan hệ sung sướng với mẹ kế ở trên giường. Anh kiện tôi vì tôi không muốn làm búp bê tình dục cho anh xả mỗi khi anh thấy hứng. Hay là anh kiện tôi vì cả nhà anh âm mưu giết con tôi rồi bỏ tôi lại một mình cho bệnh viện không quan tâm đến sao. Những chuyện anh có thể kiện tôi đều đã liệt kê ra rồi đấy. Anh nghĩ liệu rằng tòa sẽ xử cho anh thắng kiện sao? Tiền khốn máu lạnh. Lời của tôi vừa dứt khiến hắn ta không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng nên liền giơ tay lên định đánh tôi nhưng đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy phía đó cũng phát ra giọng nói quen thuộc mà tôi vẫn hay nghe hàng ngày hay là kiện thêm tội hành hung vợ và quấy rối nơi công cộng nhỉ thằng khốn mày là ai hả tao là ai không đến lượt mày biết à thì ra mày là thằng già đưa nó về nhà lần trước à mày nói với nó ngoại tình dắt nhau bỏ trốn Giờ còn dám đứng ra công khai ở đây nữa à? Ngoại tình Mày là đang tắt thẳng vào mặt của mình đấy à? Thằng khốn Mày đang nói cái gì đấy hả? À? Vừa nói anh ta vừa đưa tay còn lại lên Để đánh chú Nhưng lại một lần nữa Bị chú giữ lại Rồi hất mạnh ra khiến hắn không giữ vững thăng bằng được Và ngã nhào xuống đất Giống như cái cách mà nó đã làm với Phú khi nãy vậy Mọi người ngồi uống cà phê bên cạnh thấy vậy Thì liền tò mò quay lại nhìn có người còn đứng hẳn dậy, lấy điện thoại ra để quay lại video nữa cơ. Tôi thấy càng lúc càng có nhiều người đứng xem nên liền kéo lấy tay chú rồi nói. Bỏ đi chú, mọi người đang nhìn chúng ta rồi. Chú không quan tâm, một tên đàn ông khốn nạn như thế này thì phải nên dạy cho hắn một bài học chứ. Kìa chú, vừa nói dứt câu đó thì chú liền lao vào đánh hắn ta đến độ không thể đỡ nổi. Vì động tác của chú quá nhanh và quá nguy hiểm chú vừa để anh ta đứng gượng dậy thì liền đấm cho một phát ngã xuống đất tiếp rồi. Hành động ấy cứ thế mà lặp lại khiến tên Bình dường như chẳng còn sức nữa. Từ khi biết chú đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy chú tức giận đến nỗi đánh người như vậy. Một ông chú 45 tuổi không hiểu sức đâu mà có thể mạnh đến thế nữa. Tên Bình lúc này cố gượng dậy Hắn đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng rồi nhìn chú nói Tao sẽ kiện mày về tội đánh người Thằng khốn Mày có cần tao gọi luật sư giúp không Tao sẵn sàng thuê luật sư giỏi nhất thành phố này Đứng ra giúp mày làm đơn kiện Mày nghĩ mày có tiền Nên muốn đánh ai thì đánh à Tao sẽ cho mày biết thế nào Là đụng đến tao Chú nghe thấy hắn nói như vậy Thì liền bật cười thật lớn Chú không đáp trả lại hắn ngay lập tức Mà khẽ chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng Đang mặc trên người rồi khẽ bước đến nắm lấy cổ áo của hắn rồi gần từng tiếng nói Cuộc đời này, đứa nào nhiều tiền đưa đó thắng Mày, hôm nay tao đến đây Chỉ dạy cho thằng khốn như mày một bài học thôi Đừng để lần sau tao thấy mày còn định đánh cô ấy nữa Nếu không cái mạng của mày cũng khó giữ lấy đó biết không hả thằng khốn Nói dứt câu thì chú liền hất mạnh anh ta ra phủi tay vài cái rồi lấy trong bóp ra chiếc cạc của mình ném vào mặt hắn rồi thẳng thừng phun nước bọt về phía hắn như cảnh cáo vậy chú nhìn tên bình đang ngồi ở dưới đất rồi lạnh lùng nói tao chẳng có gì ngoài tiền và tiền cả nếu như muốn ăn vạ hay muốn kiện thì cứ thoải mái tôi đứng đơ người nãy giờ nhìn chú đánh chú sỉ nhục và cảnh cáo anh ta bất giác tôi lại thấy chú đúng thật sự là một người đàn ông hiếm gặp lúc bấy giờ tôi cứ nghĩ như mình đang mơ giữa ban ngày vậy quay mặt lại thấy tôi vẫn còn đứng ngơ ngác thì chú liền kéo lấy tay tôi rời đi và nói về thôi nhưng mà chú phong mặc kệ hắn về thôi vừa nói chú vừa nắm lấy tay tôi kéo đi trong tiếng vỗ tay của rất nhiều người đang có mặt ở đó và xem nãy giờ vừa đi tôi vừa quay lại nhìn thì thấy ánh mắt của tên bình cũng đang hướng về phía này cố gượng đứng dậy rồi chửi thề Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy, thằng khốn. Tiếng chửi của hắn, tiếng mọi người bàn tán lúc nãy cũng nhỏ dần đi khi tôi ra đến xe. Chú mở cửa cho tôi ngồi vào xe, rồi cũng quay về ghế lái mà phóng đi ngay sau đó. Thật sự mà nói thì chú làm mọi thứ nhanh như cắt, khiến tôi không kịp trở tay mà đứng ngơ ngác thụ động. Tôi không nghĩ rằng ông chú lại đến quán và dạy cho tên khốn kia một bài học đáng đời như thế dẫu biết rằng chú đánh người là sai nhưng chẳng hiểu sao nhìn chú dạy cho tên kia một bài học như vậy thì trong lòng tôi lại cảm thấy thích thú vô cùng bất giác không nhịn được vì nhớ lại cảnh lúc nãy nên tôi đã không kiềm được mà bật cười một tiếng chú thấy thế thì liền quay sang cất giọng hỏi sao lại cười chú ngầu thật đấy đây có lẽ là lần đầu tiên con nhìn thấy chú ngầu đến như vậy lúc tôi ngông cuồng không sợ trời không sợ đất tiếc là em vẫn còn chưa sinh ra đời sao sao ạ à? tôi bất ngờ xen lẫn ngơ ngác với câu nói vừa rồi của chú lại còn thêm cả việc chú đang gọi mình bằng em nữa khiến tôi ngại đến mức đỏ mặt mà không biết phải nói gì thêm chú thấy tôi dường như không hiểu ý của mình nên liền thở dài một hơi rồi nói tiếp đúng là trẻ con xem như tôi chưa nói gì đi nhưng mà Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt câu nữa thì điện thoại của chú liền vang lên. Vừa hay lúc này điện thoại cũng kết nối với xe nên tiếng người ở đầu dây kia vang lên rất lớn, khiến tôi cũng giật mình theo. Con bị điên rồi hả Đình Phong? Con vừa làm cái gì ở ngoài đường chỗ đông người thế hả? Đến tai mẹ rồi à? Xem ra thư ký của con cũng nhanh miệng nhỉ? Mẹ hỏi rốt cuộc con đang làm cái gì vậy hả? Con định giở thói côn đồ đánh người giống khi xưa nữa à? Con bao nhiêu tuổi rồi sao không khôn lên tí nào vậy hả? Con đang bận nói chuyện sau nhé. Bận cái gì? Mẹ biết con đang chở con nhỏ đó đi cùng. Cả hai đứa mau về đây. Nếu không mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhanh lên. Con không rảnh. 30 phút sau nếu con không có mặt ở nhà thì đừng có trách mẹ. Vừa nói dứt câu ấy thì mẹ của chú cũng liền tắt máy ngay. Lần này chú không giấu mà vẫn để tôi nghe thấy cuộc gọi điện thoại ấy của mình và mẹ. Tôi biết mẹ của chú không phải dạng hiền Nhưng biết tin con mình đánh nhau ở ngoài đường như vậy Bà ấy không lo không tức giận mới là chuyện hiếm có đấy Thấy chú vẫn mải may không quan tâm đến Nên trong lòng có chút trột dạ mà nhìn sang chú cất giọng nói Chú có định về nhà gặp mẹ mình không? Có chứ Vậy chú cứ dừng xe cho con xuống ở phía trước đi Rồi con sẽ tự bắt xe về nhà ạ Em phải đi cùng tôi sao ạ à? đi cùng với chú về nhà sao ạ à? tôi nghe thấy chú bảo rằng mình cũng về nhà cùng với chú nên hai mắt liền mở to ngạc nhiên đây là lần đầu tiên chú bảo tôi về nhà mình như vậy rõ ràng là chuyện chú đánh nhau với tên khốn ấy có liên quan đến mình nhưng khi nghe chú nói chuyện với mẹ của chú thì tôi lại cảm thấy lo lắng hơn bình thường bà ấy đã không ưa gì tôi rồi bây giờ chú lại đưa tôi đến đó thì có phải là vào chỗ chết không cơ chứ thấy chú im lặng không trả lời nên tôi liền cất giọng nói tiếp ngay con không đi cùng chú được đâu chú cứ thả con xuống bên đường rồi con sẽ tự về nhà ạ à. tại sao đơn giản vì con rất sợ mẹ của chú con đã gặp bái một lần rồi nên con không có can đảm để gặp mặt lại lần hai đâu ạ à. có tôi ở bên cạnh em còn phải sợ sao xuất hiện cùng với chú đó mới chính là vấn đề ạ. À. Con không muốn bị mẹ của chú xúc phạm mình, cũng chẳng muốn bái hiểu sai về mối quan hệ của con và chú nữa. Xe hỏng rồi không ngừng được, không còn cách nào khác cả. Này chú Phong, chú đừng có như vậy chứ. Chú. Lúc này chú không thèm để ý gì đến tôi nữa, mà quay mặt nhìn đường rồi tập trung lái xe. Tôi ngồi bên cạnh lại nhải về việc chú cho mình xuống, nhưng dường như chú lại chẳng mấy quan tâm khiến tôi cảm thấy vừa tức giận lại còn vừa bất lực nữa. Tôi ngồi lẩm bẩm chửi thầm chú, nhưng bây giờ tôi thật sự chẳng có cách gì. Suy nghĩ đến việc gặp lại mẹ của chú xuất hiện trước mặt bà ấy cùng với chúng trong tư cách là gì thì chính bản thân tôi còn chẳng thể biết được nữa. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi lo lắng cho cuộc gặp mặt này khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Chú lừa tôi bảo rằng xe hỏng nhưng chú vẫn phóng thật nhanh trên đường chẳng mấy chốc thì chiếc xe cũng về đến một ngôi nhà cổ kính đầy sang trọng cánh cổng tự mở ra chú lái thẳng vào bên trong tôi nhìn quang cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm được vì thật sự căn nhà này chỉ nằm trong tưởng tượng và trong những bộ phim mà tôi đã từng thấy trên tivi thôi thật không ngờ đây lại là nhà của chú Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.